Ngày 9 tháng 8 năm 2021, VinFast Việt Nam công bố triển khai giải pháp kinh doanh ô tô trực tuyến toàn diện đầu tiên tại Việt Nam. Khách hàng có thể trải nghiệm các phương thức trên website, ví dụ như so sánh, đặt cọc, vay vốn, thanh toán mua xe hay đặt lịch bảo dưỡng sửa chữa. Chỉ bằng vài thao tác vô cùng đơn giản tại nhà thông qua website vinfastauto.com. Các phiên bản của từng dòng xe đều có thông số và ước tính chi phí lăn bánh được liệt kê rất rõ ràng, thuận lợi cho việc so sánh, cân nhắc trước khi quyết định. Tiếp đó các bạn có thể đặt mua xe và thanh toán dễ dàng thông qua các kênh công cụ hỗ trợ toàn diện của VinFast mà không cần phải qua các khâu trung gian như showroom hoặc nhà phân phối. Cụ thể, nếu chọn trả thẳng, khách hàng chỉ cần dùng thẻ Visa Mastercard, thẻ ATM nội địa hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Trường hợp trả góp, VinFast và các đối tác ngân hàng như Techcombank sẽ cung cấp giải pháp hồ sơ vay và thẩm định khoản vay trực tuyến với thủ tục vô cùng đơn giản, thuận tiện, trả kết quả ngay lập tức. Giải pháp cho vay trực tuyến không chỉ giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian và hạn chế tiếp xúc đông người, mà còn chủ động điều phối tài chính với thông tin rõ ràng về lãi suất và lịch trả nợ hàng tháng. Bên cạnh việc cung cấp giải pháp mua ô tô trực tuyến toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, VinFast còn đảm bảo việc khách hàng có thể chủ động việc chăm sóc, bảo dưỡng xe bất cứ khi nào. Chỉ cần truy cập website vinfastauto.com, khách hàng có thể chọn lịch bảo dưỡng sửa chữa xe tại hệ thống xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc. Để khuyến khích khách hàng trải nghiệm dịch vụ mua xe trực tuyến ưu việt, đảm bảo giãn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19, VinFast sẽ ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đặt cọc mua xe trực tuyến từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021. Ngoài các chương trình ưu đãi thông thường, khách hàng đặt mua xe thông qua website vinfastauto.com sẽ được tặng thêm gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm trị giá lên tới 23 triệu đồng, áp dụng cho cả 3 dòng sản phẩm, đó là Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0. Cá nhân mình cho rằng mô hình mua sắm và chăm sóc bảo dưỡng ô tô trực tuyến toàn diện đầu tiên của VinFast là một trong những cách làm rất mới mẻ và chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Đây là bước đi hoàn thiện và mở rộng mô hình kinh doanh, đột phá với khởi đầu là kết quả gần 10.000 đơn online thuộc chiến dịch công bố mở bán mẫu xe ô tô điện VinFast VFE34 từ tháng 3 năm 2021. Với hệ thống giải pháp đồng bộ, quy trình dịch vụ khép kín, mô hình kinh doanh trực tuyến sẽ được áp dụng cho tất cả các dòng xe, đồng thời VinFast cung cấp đầy đủ dịch vụ khách hàng, mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, góp phần thay đổi thói quen mua sắm và cách thức kinh doanh truyền thống của thị trường ô tô Việt Nam. Vừa rồi là bản tin news số 50 của Auto Việt Nam. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.